Xin kính chào quý nhà đầu tư của ETFIN Việt Nam. Gần đây vào đầu năm 2021 này, Hòa Phát cũng đã công bố cái việc mở rộng giai đoạn 2 dự án thép nhà máy Dung Quất. Bên cạnh đó thì có một số các cái lĩnh vực kinh doanh mà Hòa Phát đẩy rất là mạnh, ví dụ như bất động sản khu công nghiệp trước mắt ở Hưng Yên, rồi là bất động sản nhà ở thì cũng có một số dự án phát triển rất mạnh. Bên cạnh đó là có các cái dự án như đóng các container 500.000 container, công suất 500.000 container, tức là một cái công suất rất lớn. Thì trọng tâm vẫn là cái giai đoạn 2 xây dựng Dung Quất. Thì nhiều người cho rằng là mở rộng giai đoạn 2 này có thể rất rủi ro, cũng giống như là cách đây 2 năm, 3 năm nhà đầu tư rất lo ngại về việc mở rộng Dung Quất giai đoạn 1. Đó là tài chính của Hòa Phát liệu có ok hay không? Rồi là triển vọng tương lai của Hòa Phát có tốt hay không? Thì hôm nay thay mặt cho ETFIN Việt Nam, tôi sẽ trao đổi đến quý vị nhà đầu tư về phân tích báo cáo tài chính Hòa Phát, đánh giá triển vọng trong tương lai dài hạn 2021, tầm nhìn 2025-2026, xem rằng Hòa Phát có triển vọng hay không. Thì sau đây thì chúng ta sẽ cùng đi vào luôn việc đánh giá. Đầu tiên là đánh giá về cân đối kế toán, xem nó rút ra được những cái điều gì. Thì trước tiên chúng ta có thể thấy là vốn chủ sở hữu của ông Hòa Phát đấy ạ, tăng rất mạnh qua thời gian. Nếu như 2019 vốn chủ sở hữu tăng, ngoài việc là lợi nhuận sau thuế giữ lại khá tốt, thì còn đến từ việc Hòa Phát huy động vốn từ nhà đầu tư bằng cách là phát hành cổ phiếu ra cho cổ đông hiện hữu với giá 20.000 đồng một cổ, thì thu được đâu đó khoảng 10.000 tỷ. Rồi đến năm 2020 này thì vốn chủ sở hữu tăng rất mạnh, đúng không ạ? Tăng lên đến khoảng 11.500 tỷ. Thì nguyên nhân lại đến chủ yếu từ cái việc toàn bộ đến từ việc là lợi nhuận sau thuế giữ lại của Hòa Phát năm 2020 này rất hiệu quả. Ngoài cái việc trả cổ tức hơn 1.000 tỷ ra thì họ giữ lại thì vốn chủ sở hữu cũng lên đến 59.220 tỷ. Rất lớn. Thì tổng tài sản dài hạn sau khi tăng rất mạnh năm 2019 do mở rộng đầu tư mạnh cái dự án Dung Quất giai đoạn 1, thì đến năm 2020 này tài sản dài hạn về cơ bản tăng trưởng không đáng kể. Nguyên nhân do cái việc đầu tư cho Dung Quất giai đoạn 2 2020 nó không còn quá lớn nữa, về cơ bản chỉ là hoàn thành các dự án và đưa vào hoạt động là chính thôi. Cái điều này minh họa qua cái việc tài sản dở dang của Hòa Phát đấy ạ. 2018-2019 luôn luôn duy trì rất cao 37-38 ngàn tỷ. Thì đến 2020 chỉ còn có 6 ngàn tỷ. Thì về cơ bản dự án Dung Quất giai đoạn 1 đã đi vào hoạt động toàn bộ các lò cát. Theo kế hoạch từ giữa năm 2020 thì phải đến quý 1-2021 thì mới đưa lốt cái lò cao số 4 chuyên về HRC vào. Nhưng mà do cái tình hình HRC bán rất tốt, bên cạnh đó cái việc triển khai dự án khá nhanh, thế thành ra vào cuối 2020 cũng đã kịp đưa cái nốt cái lò cao thứ tư với công suất 1 triệu tấn vào hoạt động rồi. Chính vì thế cho nên từ cái này có thể thấy rằng 2021 Hòa Phát sẽ hoạt động full toàn bộ cái công suất của Dung Quất giai đoạn 1 là hơn 4 triệu tấn, nâng cái tổng số công suất của Hòa Phát tính các cái sản phẩm đầu ra của từng nhà máy là hơn 8 triệu tấn. Còn nếu mà Hòa Phát tiêu thụ nội bộ HRC khoảng 1 triệu tấn cho tôn mạ rồi là ống thép hơn 1 triệu tấn thì tổng cái đầu ra cuối cùng của Hòa Phát cũng là hơn 7 triệu tấn. Tiếp theo chúng ta xem cái tình hình sức khỏe tài chính liệu có tốt hay không. Đó là nợ vay của Hòa Phát thì lại vẫn tăng mạnh, từ 36.680 tỷ lên 54.142 tỷ, tức là tăng khoảng hơn 18.000 tỷ đồng. Thì nguyên nhân vì sao lại tăng mạnh như thế? Thì ngoài việc là Dung Quất cần đầu tư thêm một chút, thì còn một nguyên nhân vô cùng quan trọng nữa, đó là Hòa Phát tận dụng cái việc uy tín của mình, sức khỏe tài chính tốt của mình để đi vay nợ với cái lãi suất rất thấp. Từ đó có thể mang đi gửi, về cơ bản là ăn chênh được. Cái điều này minh họa thông qua việc Hòa Phát đầu tư tài chính ngắn hạn rất lớn, tăng lên rất lớn, khiến cho cái nợ vay dòng của Hòa Phát ấy thực tế nó chỉ 32.000 tỷ thôi. Thực tế nợ vay ròng của Hòa Phát chỉ 32.000 tỷ thôi.
Đó, rồi là Hòa Phát cũng chiếm dụng vốn rất tốt, lên 18.150 tỷ so với việc bị chiếm dụng có 6.430 tỷ, cho thấy cái lợi thế cạnh tranh và cái vị thế của Hòa Phát thực sự vững mạnh. Thì cái nợ vay trên vốn chủ sở hữu nó có tăng lên là 91,43%, nhưng thực tế nợ vay dòng trên vốn chủ sở hữu giảm còn có 54,57%. Tức là chúng ta hãy tưởng tượng như này, có 100 đồng vốn tự có thì cái vốn vay là 91 đồng, nhưng mà ông ấy lại có tiền tương đương tiền này gửi tại ngân hàng rất nhiều, thế thành ra trừ đi cái nợ vay dòng đó thì chỉ còn có 54,57 đồng nợ vay dòng. Như vậy áp lực hoàn toàn là không có gì đáng kể đối với một tập đoàn đang mở rộng rất mạnh như thế này, đúng không ạ? Tỷ lệ chiếm dụng vốn thì luôn cao trên 200%, thì cuối 2020 là 282%, cho thấy là Hòa Phát đã chiếm dụng được vốn lên đến cả 11.600 tỷ, rất tốt, 11.700 tỷ, rất tốt. Và một điều rất đáng chú ý đó là 2020 Hòa Phát đã trả cổ tức bằng tiền mặt được đó, bất chấp cái việc là mọi người đồn đoán rất khó khăn này kia, nhưng thực tế Hòa Phát làm rất tốt, rất nhanh. Chính vì thế họ đã trả cổ tức ở tiền mặt 2021 lên 1.400 tỷ, tuy chưa phải là quá lớn nhưng nó cho thấy cái sức mạnh tài chính phải nói là rất mạnh của Hòa Phát đó. Từ cái cân đối kế toán này tôi lại tổng kết lại như sau. Đầu tiên là về cái nợ vay trên vốn chủ sở hữu của Hòa Phát rất an toàn, đặc biệt chúng ta phải tính cái tỷ số nợ vay dòng, do Hòa Phát vẫn còn có một cái mảng gọi là kinh doanh tài chính, vay tiền để cho vay lại để có cái sự chênh lệch. Đấy là thứ nhất. Thứ hai là tất cả các cái nhà lò cao giai đoạn 1 của Dung Quất về cơ bản đã đưa vào hoạt động hết từ cuối năm 2020 rồi. Do đó 2021 Hòa Phát sẽ hoạt động full toàn bộ công suất các lò cao ở Dung Quất, từ đó giúp cho doanh thu và lợi nhuận của Hòa Phát có khả năng tăng trưởng rất cao trong năm 2021 sắp tới. Tiếp theo, cái việc trả cổ tức được 2020 là một điều rất đáng mừng, và 2021 nếu Hòa Phát không có mở rộng đáng kể, thực tế là sẽ không mở rộng đáng kể, mà Dung Quất 2 từ 2022 cơ, thì Hòa Phát muốn trả cổ tức cao cũng rất dễ dàng trong cái giai đoạn này, bởi vì các dự án lớn nhất về cơ bản đã hoàn thành được, đúng không ạ? Thế thành ra cái dòng tiền sinh ra sẽ rất lớn, và họ hoàn toàn họ muốn thì họ có thể trả cổ tức rất cao năm 2021 được. Tuy vậy thì chúng tôi cũng dự báo rằng Hòa Phát nếu có trả cổ tức tiền mặt cũng sẽ trả ít thôi, bởi vì nó còn dự phòng tiền để cho 2022 nó có thể đầu tư chủ động và mạnh mẽ hơn cái dự án Dung Quất giai đoạn 2. Tiếp theo về cái kết quả kinh doanh của Hòa Phát năm 2020 phải nói là tăng trưởng rất mạnh mẽ, rất ấn tượng. Đó, và 2021 thậm chí cái kết quả kinh doanh nó có thể tăng trưởng cũng mạnh không kém về cái con số tuyệt đối. Mạnh không kém, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều cơ. Mạnh hơn rất nhiều cơ. Thì doanh thu thuần của Hòa Phát tăng trưởng khá là cao, tăng trưởng 41,57%. Tăng trưởng lợi nhuận gộp của Hòa Phát thì lên tới 69%. Về cơ bản do Hòa Phát cũng gặp thuận lợi về giá thép. Bên cạnh đó thì trong 2020 này Hòa Phát cũng được hưởng lợi từ các cái mảng khác như mảng nông nghiệp, từ thịt lợn này, đúng không? Rồi là cái chi phí sản xuất của Hòa Phát thấp hơn đáng kể khi cái giai đoạn Dung Quất phát huy cái hiệu quả rất cao, thời gian hoàn thành rất ngắn, đúng không? Rồi chi phí đầu tư rất thấp do có cái nền hạ tầng sẵn từ những cái công ty ngày xưa thực hiện cái dự án Dung Quất nhưng họ bỏ đi. Do đó là cái biên lợi nhuận gộp tăng tới 69%, lợi nhuận gộp tăng tới 69% so với năm ngoái. Còn lợi nhuận ròng thuộc cổ đông công ty mẹ thì tăng tới 78,5%. Tức là tăng đâu đó khoảng độ gần 5.900 tỷ. Một con số tăng rất mạnh, từ 7.527 tỷ lên tới 13.439 tỷ. Còn ROE thì của Hòa Phát thực sự là khủng khiếp, nó lên đến 37,5%. Tức là một trong những công ty có cái tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu cao nhất thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay. Thì từ đây có thể thấy rằng thực sự năm 2020 rất ấn tượng. Và 2021 như chúng tôi phân tích ở trên về phần cân đối kế toán ấy, thì khi Hòa Phát đi vào hoạt động full toàn bộ công suất, đặc biệt là đáp ứng cái nhu cầu HRC đang thiếu rất trầm trọng ở Việt Nam. Tổng HRC của Hòa Phát với cả Formosa đâu đó mới có hơn 6 triệu tấn. Về cơ bản chỉ đáp ứng được khoảng hơn 50% so với cái nhu cầu HRC ở Việt Nam thôi. Và cái giá thành HRC của Hòa Phát thì rất thấp,
Thậm chí nó có thể xuất khẩu đi Mỹ và rất nhiều các nước khác với cái giá thành rất thấp của mình, của mình, và trong khi chất lượng thì rất tốt, được các nước như Mỹ, châu Âu các thứ đánh giá rất cao. Đó. Chính vì thế cho nên 2021 khi hoạt động full tất cả các nhà máy thì dự kiến, tất nhiên doanh thu thì nó phụ thuộc rất nhiều vào giá thép, đúng không ạ? Thành ra dự đoán cũng khó hơn so với chính dự báo doanh thu của Hòa Phát, lại khó hơn so với lợi nhuận. Còn lợi nhuận của Hòa Phát hoàn toàn có thể đạt mức 18.000 đến 22.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cho 2020 này. Và các anh chị lưu ý, quý 1 2021 chúng tôi cho rằng lợi nhuận sau thuế của Hòa Phát phải đạt khoảng 5.000 tỷ, tức là tăng khoảng hơn 100% so với quý 1 năm 2020. Đó. Thì cái nền tảng 2020 khi hoàn thành toàn bộ dự án sẽ tạo cái bước đệm, tạo cái bước ngoặt để 2021 tăng trưởng kết quả kinh doanh ấn tượng, thậm chí ấn tượng hơn cả 2020, chứ không hẳn là ấn tượng kém đâu. Tiếp theo về dòng tiền của Hòa Phát thì trên 20.000 tỷ từ 2021. Chúng tôi cho rằng cái dòng tiền từ hoạt động kinh doanh có thể đạt trên 20.000 tỷ. Có thể nhé, không phải chắc chắn. Thì hoạt động sản xuất kinh doanh 2020 mang lại có 9.044 tỷ thôi. Trong đó một trong những cái làm cho dòng tiền này nó nhỏ lợi nhuận là bởi vì Hòa Phát năm 2020 phải đầu tư hàng tồn kho rất lớn phục vụ cho cái dự án Dung Quất giai đoạn 2. Thế thành ra là cái dòng tiền thế này đã là rất lớn rồi, nhưng mà nó vẫn chưa bằng lợi nhuận hoặc vượt lợi nhuận. Thì trong 2021 chúng tôi cho rằng cái việc là Hòa Phát sẽ bớt đi cái việc đầu tư hàng tồn kho, bớt đi đáng kể, tức là nó sẽ không đầu tư tăng mạnh nữa, thì cái dòng tiền hoàn toàn có thể đạt bằng lợi nhuận sau thuế khoảng 20.000 tỷ. Còn từ 2022 đi, dòng tiền hoàn toàn có thể hơn so với cái lợi nhuận sau thuế, do cái tài sản, cái phần khấu hao sẽ rất lớn hơn so với cái phần gọi là đầu tư bù đắp. Thì do đó là cái dòng tiền từ 2021 chúng tôi kỳ vọng là có thể đạt từ trên 20.000 tỷ. Tất nhiên là có thể thấp hơn nếu mà Hòa Phát có thay đổi một số chiến lược về hàng tồn kho này, về cái chính sách bán hàng. Nhưng mà từ 2022 trở đi khá chắc chắn với cái dòng tiền khoảng 20.000 tỷ. Về dòng tiền hoạt động đầu tư, chúng ta có thể thấy rằng là âm rất mạnh từ 2017, 18, 19 và 20. Thì âm này chủ yếu là do Hòa Phát đầu tư rất là mạnh cái dự án Dung Quất giai đoạn 1. Bên cạnh đó thì Hòa Phát lại đầu tư tài chính rất mạnh trong năm này. Trong năm 2020 này đầu tư tài chính rất mạnh. Tức là các bạn có thể thấy cái tiền gửi ngân hàng chẳng hạn nó tăng rất lớn trong 2020. Thì đây cũng là một trong những cái nó mang lại thêm cả vài trăm tỷ cho Hòa Phát, chỉ cần dùng những cái phương pháp về vay tiền và gửi ăn chay. Thực sự là những cái phương pháp thì đối với họ rất đơn giản, còn đối với những nhà đầu tư bình thường thì rất là khó khăn, đúng không ạ? Nhưng đối với Hòa Phát thì khá đơn giản, cần rất ít nguồn lực mà họ lại có thể ăn chay cả vài trăm tỷ một năm. Đó, thì đấy là một cái hoạt động đó, nó khiến cho cái dòng tiền bị âm. Thì dòng tiền từ hoạt động tài chính thì của Hòa Phát thì vẫn dương. Dương vì sao? Vì ông Hòa Phát từ 2017 đầu tư rất lớn, thế là ông phải đi vay để ông đầu tư. Thì vay đầu tư 2017, 18, 19 vay chủ yếu là đầu tư vào Dung Quất. Nhưng 2020 thì vay này có một phần đầu tư tài chính như tôi vừa trao đổi ở trên. Đó. Tóm lại thì cái dòng tiền của Hòa Phát rất tốt, hoạt động kinh doanh dương mạnh rất tốt, đúng không? Đầu tư đang đầu tư mở rộng, đúng không? Tài chính tuy có dương nhưng mà cái tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu ở trong giới hạn an toàn và hiệu quả, thậm chí còn rất hiệu quả. Đó là về cái dòng tiền. Thì chúng tôi cho rằng từ 2021 dòng tiền của Hòa Phát sẽ rất mạnh, đặc biệt là từ cái hoạt động sản xuất kinh doanh rất lớn. Đó. Tiếp theo là đánh giá về cái dự án Dung Quất giai đoạn 2. Thì tổng công suất thực tế của Hòa Phát nếu xong với giai đoạn 2 của Dung Quất có thể đạt 14 triệu tấn này. 14 triệu, tức là chúng tôi tính theo từng sản phẩm đấy. Còn nếu mà sản phẩm cuối cùng ra, tức là có những cái sản phẩm là tiêu thụ nội bộ, ví dụ HRC ra là bán cho bên tôn, đúng không ạ? Bán cho bên ống thép, thì sản phẩm ý nó gọi là sản phẩm nội bộ, thì nó đầu ra cuối cùng thì nó có thể thấp hơn 13 triệu tấn một chút. Nhưng mà nếu mà tính theo các cái dự án, các cái sản phẩm nhà máy riêng biệt ấy, thì nó lên đến khoảng 14 triệu tấn, đúng không ạ? Thì cái giai đoạn 2 của dự án khu liên hợp gang thép Dung Quất là có công suất thiết kế 5 triệu tấn, thì chúng tôi kỳ vọng rằng nó sẽ đạt được khoảng 5,5 triệu tấn khi mà đi vào hoạt động thực tế, có thể huy động như thế. Cũng giống như giai đoạn 1, thiết kế là 4 triệu nhưng nó có thể hoạt động mạnh hơn, có thể lên đến 4,5 triệu tấn. Thì đây chính là cái dự án đại dự án, đại dự án. Thì xong tổng hai dự án thì nó có thể lên đến gần chục triệu tấn, gần chục triệu tấn. Thì đây chính là cái tương lai của Hòa Phát. Tương lai của Hòa Phát rất lớn.
Và khi Hòa Phát hoàn thành Dung Quất 2 thì chúng tôi kỳ vọng rằng đây sẽ là cái doanh nghiệp thép độc quyền ở Việt Nam. Độc quyền tức là nào? Tức là nó một mình nó chiếm cái thị phần rất lớn, đúng không? 40-50% chẳng hạn thì nó gọi là độc quyền, và nó có quyền quyết định nhiều thứ ở trên cái thị trường này, đúng không? Nhiều thứ trên thị trường này. Và để độc quyền là ngoài việc công suất rất lớn thì Hòa Phát còn phải có giá thành sản xuất rất rẻ cơ, thì họ mới chiếm lĩnh được thị phần. Và cái điều đó là lợi thế của riêng Hòa Phát có ở Việt Nam, có một sự khác biệt hoàn toàn. Và Hòa Phát bây giờ không phải là so sánh với các doanh nghiệp thép Việt Nam đâu. Hòa Phát bây giờ nó cũng đạt cái đẳng cấp là quốc tế, đẳng cấp ngoài Đông Nam Á chứ không hẳn là Đông Nam Á. Thì khi mà Hòa Phát đã có được cái vị thế trên cái thị trường này độc quyền rồi thì họ lại có nhiều đất để họ diễn. Ví dụ họ càng ngày họ sẽ càng tối ưu hóa các cái khâu, họ càng ngày họ càng xây cái hệ sinh thái một cách khép kín và hiệu quả. Khép kín nhưng phải hiệu quả. Ví dụ như là vừa rồi thì họ cũng lại mở thêm các cái mảng khác mà họ có lợi thế từ cái giá vốn. Ví dụ như là Hòa Phát vừa rồi công bố là thành lập cái nhà máy sản xuất container lên đến 500.000 chiếc mỗi năm. Thực sự rất lớn để đón đầu cái việc Việt Nam tăng trưởng xuất nhập khẩu vô cùng lớn. Vô cùng lớn. Và đặc biệt là dựa trên cái lợi thế là Hòa Phát sản xuất được ra cái HRC để có thể làm cái container đó với giá vốn của họ rất thấp. Rất thấp. Đó. Đấy là ví dụ thế. Rồi bên cạnh đó thì Hòa Phát này tự mua những cái con tàu của mình chuyên vận tải cho cái nhà máy gang thép của Dung Quất. Họ có cảng vào tới tận nhà máy rồi. Thì bây giờ họ thậm chí họ còn mua thêm vài chiếc tàu rất lớn để họ tự vận chuyển từ Úc, từ các nơi mỏ xe thép về với Dung Quất. Thì khi đó họ cũng sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Rất nhiều chi phí. Rồi tiền đến tương lai nữa, Hòa Phát có thể đi mua các cái mỏ quặng sắt ở Úc, ở Australia. Thì do Trung Quốc với cả Úc thì đang gọi là có chiến tranh thương mại, chiến tranh lạnh. Trung Quốc cấm nhập khẩu rất nhiều các cái sản phẩm từ Úc để trừng phạt cái việc là Úc có đối đầu với Trung Quốc trong một số các cái yếu tố liên quan đến chính trị và vân vân. Đó, từ đó lại tạo cơ hội cực kỳ tốt cho Hòa Phát nhảy vào có thể mua các cái mỏ quặng sắt như thế. Với cái sự cạnh tranh bớt cạnh tranh hơn cứ từ những ông Trung Quốc. Từ đó chủ động cho mình cái nguồn nguyên vật liệu quặng để cho cái khu liên hợp gang thép Dung Quất hoạt động, làm giảm chi phí hơn nữa của Hòa Phát xuống. Bởi vì quý vị hãy thử tưởng tượng một cái dự án liên hợp mà gang thép Dung Quất nó tạo ra những cả chục triệu tấn thép. Chục triệu tấn thép. Thì cái quy mô nhập hàng của nó là vô cùng lớn. Từ đó có giá vốn rẻ hơn. Nếu nó mua được cả các cái mỏ quặng ấy thì nó còn có giá vốn rẻ hơn nữa. Rồi nó lại có các cái đoàn tàu mà chạy full công suất chỉ cho Hòa Phát thôi. Thì chi phí nó trở lên rất là thấp. Chúng tôi cho rằng cái tốc độ tăng trưởng trung bình kết quả kinh doanh của Hòa Phát từ 15-21% đến năm 2026. Và lợi nhuận sau thuế hoàn toàn có thể đạt 30-35 nghìn tỷ vào năm 2025-2026. Hòa Phát sẽ nâng cái chuỗi khép kín của mình đây với cái giá trị thép ngày càng cao hơn như chúng tôi vừa trao đổi. Rồi thậm chí Hòa Phát đi sâu hơn, biết đâu Hòa Phát này mở các cái viện nghiên cứu về vật liệu chẳng hạn, về vật liệu, về kim loại để tạo ra những cái sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn nữa, cao hơn nữa. Từ đó có thể giúp cho biên lợi nhuận của Hòa Phát ngày càng lớn và đặc biệt cái lợi thế cạnh tranh của Hòa Phát ngày càng mạnh và bất khả chiến bại trên thị trường này nếu họ làm tốt được những cái điều đó. Thì đấy là triển vọng khi Hòa Phát mở rộng xong cái giai đoạn 2 Dung Quất với việc sản xuất khoảng 5 triệu tấn HRC. Và đầu ra nó cũng có thể linh động, đấy là một điều rất thú vị đối với Hòa Phát. Chi tiết hơn về cái dự án này thì xem là dự án này có rủi ro tài chính không. Tổng vốn đầu tư thì AZFIN ước tính khoảng 70-80 ngàn tỷ đồng, bao gồm cả vốn lưu động, tức là bao gồm cả cái hàng tồn kho nguyên vật liệu cho nó để nó vận hành ấy. Tuy quy mô dự án giai đoạn 2 lớn hơn giai đoạn 1 nhưng mà chi phí cố định các thứ thì chúng tôi cho rằng chỉ tương đương, thậm chí thấp hơn, do giai đoạn 1 đã làm khá nhiều các cái hạ tầng mà giai đoạn 2 tiết kiệm được. Rồi là ví dụ như là làm các cái cầu cảng, cảng nước sâu vân vân ở cái khu đó. Thì rõ ràng là đã làm rồi thì cái chi phí một lần rồi, đúng không ạ? Thì cái giai đoạn 2 lại tận dụng trên cái cơ sở hạ tầng như thế. Thế này chi phí nó sẽ thấp hơn giai đoạn 1.
và tổng tính cả những cái vốn lưu động cần thiết cho cái dự án giai đoạn 2 thì chúng tôi cho rằng khoảng 70 đến 80 ngàn tỷ đồng. Tức là mỗi năm cần từ 23 đến 27 ngàn tỷ đồng. Thì tôi tính trung bình là khoảng 25 ngàn tỷ đồng. Thì thời gian xây dựng thì AZFIN ước tính là bắt đầu, nếu bắt đầu được chính xác từ đầu 2022 ấy, cái điều này nó cũng vẫn chưa khẳng định 100% được nhé. Thì nếu bắt đầu từ cuối 2022 thì đầu 2022 thì cuối 2023 sẽ bắt đầu có sản phẩm đầu tiên đưa vào. Bởi vì hạ tầng về cơ bản đã ok rồi, họ mua máy móc rồi xây dựng các thứ gì. Với cái kinh nghiệm làm giai đoạn 1 rất tốt rồi thì giai đoạn 2 sẽ đẩy nhanh được tiến độ lên rất nhiều. Thì tức là chúng tôi cho rằng chỉ 1 năm rưỡi đến 2 năm này sẽ có sản phẩm đầu ra. Từ đó lại mang lại luôn cái dòng tiền khá sớm cho cái công ty này. Thì thời gian hoàn thành thì AZFIN ước tính là trong năm 2025. Nếu mà nhanh nhất thì là cuối 2024. Còn không thì chậm hơn thì chúng tôi cho rằng cũng cuối 2025 thì Hòa Phát sẽ hoàn thành toàn bộ cái dự án giai đoạn 2 này. Thì cái thành phẩm của nhà máy này thì HRC và các cái loại thép chất lượng cao thì chủ yếu là HRC. Thì có một điều rất thú vị là cái đầu ra của Hòa Phát có thể điều chỉnh một cách khá linh động. Khá nhiều cái lò cao điều chỉnh được như thế. Ví dụ nếu mà thép dẹt, tức là cái thép cán nóng HRC ấy, mà nó lại nhiều quá thì họ hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra cái phôi vuông, đúng không ạ? Làm thép xây dựng vân vân, đúng không ạ? Thép xây dựng mà lại chưa đủ nhu cầu dư cung chẳng hạn thì họ cũng có thể điều chỉnh để ra HRC nếu HRC tiêu thụ tốt hơn. Thì đấy là một cái dự án tuyệt vời của họ bạn. Và đây là những cái ước tính của chúng tôi về vốn đầu tư, thời gian xây dựng ước tính và bao giờ có sản phẩm, cũng như là cái sản phẩm đầu ra của nó là gì. Tiếp theo, vậy thì Hòa Phát mở rộng cái giai đoạn 2 có rủi ro tài chính không? Thì chúng tôi ở đây đã làm khá là chi tiết, tức là ước tính đây một cách tương đối thôi, nó không thể chính xác được từng nghìn tỷ hay gì cả. Bởi vì nói thẳng luôn, ngay cả lãnh đạo Hòa Phát thì họ cũng không thể ước tính được. Bởi vì giá thép chỉ cần tăng giảm hay giá quặng chỉ cần tăng giảm độ chục phần trăm, hơn chục phần trăm, ngay lập tức lợi nhuận nó sẽ thay đổi thôi. Nhưng mà khoảng thì nó có thể đạt như chúng tôi đưa ra dự báo đây. Đây là khoảng, đúng không ạ? Đó. Còn không ai có thể dự báo chính xác 100%. Nhưng mà nó trong khoảng. Nó có thể du di đi, năm nay nó có thể thấp hơn nhưng năm sau nó lại bù lại nó cao hơn. Đấy, ví dụ như thế. Thì dòng tiền vào, lợi nhuận sau thuế của Hòa Phát là 2021 dự kiến là chúng tôi để ở mức gọi là cũng khá là thận trọng, là 19 ngàn tỷ đồng. 2022 là 21 ngàn tỷ đồng khi hoạt động full toàn bộ và tối ưu rất nhiều cái dự án dung quất giai đoạn 1. Hoặc là lúc ý trả bớt nợ vay đi, đúng không ạ? Bớt nợ vay, bớt lãi vay thì lợi nhuận nó tăng, rồi tối ưu hóa thì lợi nhuận nó tăng hơn. Bên cạnh đó lại có lợi nhuận từ các cái dự án bất động sản khu công nghiệp, bất động sản và nông nghiệp cũng có mở rộng chứ, đúng không? Thì cái kịch bản 19.000 tỷ này là chúng tôi chưa tính đến cái lợi nhuận từ việc bán cái công ty nội thất Hòa Phát, có thể mang lại lợi nhuận đột biến một mớ khá là tốt. 2023 là 23.000 tỷ, 2024 là 26.000, và 2025 là 30.000, thậm chí có thể là 35-36.000 nếu mà thuận lợi. Thì chúng tôi đây là giả định một cách tương đối. Thì đó, thì dòng tiền nó đến từ lợi nhuận sau thuế. Bên cạnh đó, khấu hao của Hòa Phát 2021 dự kiến là 5.300 tỷ, 2022 là 5.400 tỷ, 2023 là 5.600 tỷ, 2024 là 6.300 tỷ và 2025 là 7.000 tỷ. Thì chúng tôi dự báo thực tế là đây chúng tôi dự báo khấu hao hơi ít đấy. Chứ tôi nghĩ rằng nó sẽ cao hơn những cái mức này. Đó. Thì như vậy dòng tiền vào nó là hai khoản chính. Một là lợi nhuận sau thuế và hai là khấu hao. Khấu hao. Tất nhiên là những năm này thì dòng tiền nó sẽ không nhiều như thế. Bởi vì hàng tồn kho nó không phải tăng để phục vụ các dự án. Nhưng mà chúng tôi cho hàng tồn kho vào luôn cái vốn đầu tư này. Thế thành ra dòng tiền khi quý vị và các bạn thấy nó thấp hơn từng này thì cũng không phải là do chúng tôi dự báo bừa đâu. Mà vấn đề chúng tôi tách cái hàng tồn kho tăng lên thì vào cái việc đầu tư dự án luôn. Đó. Thì nếu tính bo dòng tiền ra thì dòng tiền nó sẽ nhỏ, lợi nhuận sau thuế cộng với khấu hao đấy. Đó. Thì nhưng mà thế thì vốn đầu tư ở đây thì chỉ tính cố định thôi thì nó thấp hơn. Khoảng độ chưa đến 20.000 tỷ. Thì dòng tiền đây thấp hơn. Đúng không ạ? Dung quất 2 chúng tôi cho rằng tổng mức đầu tư cả lưu động là 25.000 tỷ một năm. Trong 3 năm từ 2022 đến 2024 và 5.000 tỷ cho 2025. Và dự án khác đầu tư thì 5.000 tỷ 2021, 5.000 tỷ 2022, 6.000 tỷ 2023, 7.000 tỷ 2024 và 7.000 tỷ 2025. Thì thiếu hụt thì chúng ta lấy cái tiền thu được đây. Đúng không ạ? Lấy tiền cần trừ đi tiền thu được thì
năm 2021 do không mở rộng các cái dự án đáng kể, thành ra dòng tiền của Hòa Phát sẽ dư 19.300 tỷ, thiếu hụt âm, thể hiện thiếu hụt là âm đấy, tức là dư 19.300 tỷ, vẫn dư một đống tiền, đúng không? 2022 thì lại âm 3.600 tỷ, do nhu cầu đầu tư sẽ lớn hơn so với dòng tiền sinh ra. 2023 cũng khoảng đôi ngàn tỷ, và 2024 thì tương đương nhau. 2025 thì lại dư tiền ra do không cần đầu tư lớn mà dòng tiền về rất nhiều. Thì nợ vay 2020 thì là 54.142 tỷ, nếu mà chúng ta trừ đi những cái này đi thì tương ứng nợ vay của Hòa Phát có thể giảm và đi ngang đến 2024, thậm chí 2025 có thể giảm rất mạnh. Thì ở đây là giả định Hòa Phát không trả cổ tức thì đúng hơn đấy, không phải không trả bất lợi, không trả cổ tức đó. Và năm 2021 nó đại loại nó không trả cổ tức đi, tức là tiền nó giữ lại tất để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Thì nợ vay ròng của Hòa Phát năm 2020 có 32.000 tỷ, thì chúng tôi cho rằng nợ vay ròng có thể về không vào năm 2025 cả. Và vốn chủ sở hữu của Hòa Phát thì tăng vô cùng mạnh. 2020 là 59.222 tỷ, 2021 là lên đến 76.000 tỷ. Thì đây là giả định của chúng tôi là Hòa Phát không trả cổ tức nhé, nhưng thực tế chúng tôi tin là Hòa Phát sẽ trả cổ tức bằng tiền 2021 đó. Nhưng nếu không trả cổ tức bằng tiền thì chúng tôi tính cái lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ chỉ bằng 90% lợi nhuận sau thuế chúng tôi cộng lại, thì quý vị có thể thấy vốn chủ sở hữu hàng năm nó tăng mười mấy đến 20.000 tỷ một năm, đúng không? Hơn 20.000 tỷ một năm. Thì khi đó vốn chủ sở hữu 2025 thậm chí nó lên đến 169.000 tỷ cả. Thì khi đó kể cả nợ vay duy trì 40.000 tỷ hay thậm chí tăng lên 60-70.000 tỷ thì tỷ lệ nợ vay cũng rất thấp. Thì đây là trường hợp giả định lý tưởng thôi, lý tưởng. Nhưng mà thực tế thì cũng cho thấy là cái dòng tiền sinh ra từ hoạt động kinh doanh của Hòa Phát nó hoàn toàn bù đắp được gần như toàn bộ cái nhu cầu đầu tư dự án Dung Quất 2 và các cái dự án khác ở các mảng kinh doanh khác. Nó hoàn toàn có thể bù đắp được. Nếu có thiếu hụt thì nó không đáng kể. Và Hòa Phát có huy động thêm thì cũng không nhiều, trong khi vốn chủ sở hữu sẽ hàng năm sẽ tăng rất mạnh do lợi nhuận sau thuế rất lớn. Chính vì thế nó làm cho tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu của Hòa Phát rất thấp. Thực sự mà nói là rất thấp. Thực sự rất thấp. Chính vì thế chúng tôi kết luận rằng là việc mở rộng giai đoạn 2 Dung Quất không có một rủi ro gì về tài chính cả. Đó. Và cái kết luận chung như sau. Kinh doanh của Hòa Phát sẽ tăng mạnh trong 2021 do full hoàn toàn dự án Dung Quất giai đoạn 1 và lợi nhuận có thể đạt từ 18.000 đến 22.000 tỷ lợi nhuận sau thuế. Sau thuế kịch bản thấp nhất là 18.000, còn kịch bản thuận lợi có thể đạt 22.000, thậm chí cao hơn một chút do Hòa Phát lại còn có thêm lợi nhuận từ việc bán cái mảng nội thất, đúng không ạ? Năm 2021 thì Hòa Phát có cái dòng tiền sẽ rất lớn, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh rất lớn, trong khi cái nhu cầu đầu tư rất nhỏ. Thế thành ra nếu mà Hòa Phát muốn có thể trả cổ tức tiền mặt rất cao trong 2021 này, nếu họ muốn. Còn hoặc là họ có thể trả một ít và họ bớt lại, họ để cho 2022 triển khai cái dự án Dung Quất giai đoạn 2 đẩy mạnh rất là nhanh. Đẩy nhanh lên dự án. Đó, thì từ 2022 trở đi, nếu mà mở rộng Dung Quất đúng tiến độ nhé, thì cái dòng tiền từ hoạt động kinh doanh hoàn toàn có thể đáp ứng gần hết cái nhu cầu đầu tư của Dung Quất giai đoạn 2. Hoặc là ông này đẩy rất mạnh trong 2022, 2023 để rất xong rất nhanh, rất sớm chẳng hạn, thì tất nhiên là dòng tiền nó sẽ bị thiếu hụt một chút. Nhưng mà cái điều đó cũng không vấn đề gì, không rủi ro tài chính, thì do một dòng tiền làm ra từ Hòa Phát rất cao, hai là vốn chủ sở hữu của Hòa Phát sẽ tăng rất mạnh, khiến tỷ lệ nợ vay hạ thấp. Thì nó có vay thêm thì cũng không vấn đề gì cả. Thứ ba là bản thân Dung Quất 2 cũng sẽ mang lại dòng tiền từ cuối 2023 khi những cái dự án đầu vào hoạt động thì lại mang ra dòng tiền thôi. Còn cái định giá PE cho 2021 của Hòa Phát thì bằng chúng tôi ước tính bằng khoảng độ 8 lần, chưa đến 8 lần. Nếu chưa đến 8 lần, trong khi Hòa Phát có thể tăng trưởng trung bình khoảng 18%, tức là 15 đến 21-22% một năm đấy, thì tăng trưởng trung bình là 18% một năm từ 2021 đến 2026. Thì với mức cái tăng trưởng này là một mức tăng trưởng cũng hiếm có của một blue chip hàng đầu. Đấy, thì PE forward cho 2021 bằng 8 lần. Thì chúng tôi cho rằng Hòa Phát là một cổ phiếu rất hấp dẫn để đầu tư cho dài hạn. Nhưng quý vị hãy lưu ý là dài hạn nhé. Bởi trong ngắn hạn thì rất nhiều thứ nó có thể biến động, nhưng trong dài hạn thì lợi nhuận năm nay có thể thấp nhưng năm sau sẽ bù lại. Các năm sau sẽ bù lại.
Đó, thì cổ phiếu này rất hấp dẫn cho đầu tư dài hạn. Thì trên đây là tôi đã trao đổi đến quý vị và các bạn về cái phân tích báo cáo tài chính của Hòa Phát, cũng như dự báo đánh giá về triển vọng tương lai của Hòa Phát cùng với cái dự án mở rộng Dung Quất giai đoạn 2 vào đầu năm 2022. Thì rất là hy vọng là clip này mang lại cho quý vị và các bạn nhiều cái kiến thức hữu ích và nhiều cái thông tin bổ trợ tốt cho việc quý vị và các bạn ra quyết định đầu tư. Xin chúc quý vị đầu tư thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.